Xin chào tất cả mọi người. Trước khi nghỉ Tết, tôi đã gửi tới các anh chị một số bài, vài bài nói về các cái đặc điểm của ngày Tết truyền thống của chúng ta, ngày Tết Nguyên Đán. Và tôi cũng đã đưa ra một cái bài nói về 12 con giáp bằng tiếng Pháp và đưa ra thêm một số các cái đặc điểm về chiêm tinh học. Mặc dù tôi cũng không có tin lắm, tôi không có quan tâm tới chiêm tinh lắm, nhưng mà tôi cũng đưa vào để cho anh chị nào quan tâm, anh chị nào thích thú thì theo. Thì bây giờ hôm nay là mùng 6 Tết, một số đông chúng ta chuẩn bị đi làm, đi học. Và không khí Tết thì nó cũng còn một chút, thì tôi lại đưa vào một cái bài khác nói về, cũng nói về Tết Nguyên Đán, nhưng mà nói riêng về cái con giáp của năm nay. Năm nay là năm Nhâm Dần, thì chúng ta biết là cái chữ Nhâm Dần á, cái tên của một cái năm âm lịch á, được cấu thành bởi hai cái thành tố, phải không ạ? Thành tố thứ nhất là chữ Nhâm á, là một trong 10 thiên can: Giáp, Ấn, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, có 10, và bên kia có 12 con giáp. 10 với 12 họp lại với nhau, nó xoay một vòng như vậy, tổ hợp như vậy, phải 60 năm với đi lại một cái năm gọi là năm Nhâm Dần như thế này. Trong số chúng ta chắc nhiều người không sống lại cái năm Nhâm Dần lần thứ hai nữa, tại vì 60 năm nữa mới tới. Thì tôi đã nói về các cái năm âm lịch và 12 con giáp, một số các ý nghĩa về chiêm tinh học để cho nó vui. Hôm nay tôi lại đưa một cái bài khác liên quan tới một trong những con giáp, đó là cái năm mà chúng ta nhận là cái con giáp của năm nay này, đó là con cọp. Ở miền Nam gọi là con cọp, ở miền Bắc gọi là con hổ, và Nhâm Dần thì là con năm con cọp hay năm con hổ cũng vậy. Và đây là một trong những cái chuyện cổ tích của Việt Nam. Côn từ Việt Nam nha, côn từ là cái chuyện cổ tích kể cho trẻ em nghe cho nó vui. Nó muốn thắc mắc cái gì mình kể một cái chuyện cổ tích. Bánh giày bánh chưng, dưa hấu của ăn tiêm, thì đấy là con hổ con cọp. Thế tại sao các anh chị bảo tôi đang có thói quen tôi làm những cái bài nói về thời sự, nói về đủ mọi thứ, thời sự của báo chí, bây giờ nói chuyện cổ tích, chuyện của những em bé. Thưa các anh chị như thế này ạ, các anh chị nếu mà quan sát những cái bài soạn của tôi á, thì nói về cái gì thì nói, tôi vẫn chú tâm tới các cái động từ đi với giấy từ. Cái bài này rất là ngắn các chị ạ, có hơn 500 chữ thôi, mà tôi lược ra được 10 cấu trúc động từ đi với giấy từ, 10 cái construction verbal avec préposition. Và cái này theo tôi thì nó rất là quan trọng, rất là hệ trọng, mà chúng ta lại không có thể học một lúc được. Đó là một cái điều mà chúng ta phải để ý, quan trọng mà mình không thể tập trung mình học được, cứ phải học rải rải ra. Học tập trung thì cái này nó lộn với cái kia, lẫn lộn, nó có một cái sự lẫn lộn nhập nhằng với nhau. Như vậy học gì thì học với chị kia. Các anh chị thấy cái đề tựa này nó là một cái chuyện cổ tích, các anh chị đừng có quan tâm, thích thì nghe, không thích thì bỏ qua. Nhưng mà mình học cái câu chữ ở bên trong này, và các anh chị để ý tới các cái cấu trúc động từ đi với giới từ, dĩ nhiên là học thêm một số các cái từ ngữ mới. Thì đó là cái cách chúng ta học tiếng Pháp. Và nếu mà chúng ta ý thức học tiếng Pháp theo kiểu này thì thấy cái gì cũng học được hết, kể cả những cái chuyện lớn, chuyện nhỏ, cái chuyện rất là quan trọng, chuyện quan trọng, chuyện lớn đó, và cả những chuyện nhỏ như là chuyện cổ tích như thế này. Thì ở trong cái đề tựa này, tôi lại xin các anh chị lưu ý cho hai chuyện. Các anh chị có nhận ra cái chuyện gì không? Cái đề tựa của cái câu cổ tích này: Pourquoi le tigre a des rayures? Tại sao con hổ hay là con cọp nó lại có những cái rayures? Rayures, tôi xin gửi tới anh chị cái hình ngay bây giờ đây, cái hình của con hổ đó. Con nào cũng như vậy, trừ những cái con mà nó quá đặc biệt. Hổ gì nhỉ? Hổ ở trên cái xứ nào nó khác, thì còn nói chung loại cọp loại hổ là nó phải có những cái rayures, tức là trên thân mình của nó, trên cái bộ lông của nó có những cái vệt sọc gọi là rayures. Thì tôi nói về chữ rayures trước, tôi xin mời anh chị để ý tới một cái yếu tố khác nhé. Rayures là xuất phát từ động từ rayer. Rayer là verb transitive direct. Transitive direct tức là tạo ra một cái gì? Thứ nhất là tạo ra một cái, kẻ ra một cái đường. Nói như thế này lại không có rõ lắm, kẻ ra một đường. Thế nào là kẻ ra một đường? Thì tôi lấy một cái ví dụ như các anh chị coi nhé. Chẳng hạn các cái bác thợ mộc hay các bác thợ xây muốn cưa hay muốn cắt một cái viên gạch hay một miếng ván, thì họ lấy một cái dụng cụ, họ kẻ một đường, rayer đó các anh chị, kẻ một đường cho nó ăn sâu vào trong cái vật liệu đó, rồi họ lấy cưa, họ lấy kéo, họ lấy dụng cụ gì họ cắt theo cái đường kẻ đó. Như vậy gọi là rayer. Rayer nghĩa thứ hai là gây ra một cái vết trầy, vết xước. Chẳng hạn như hai cái vật liệu gì mà đụng vào nhau, dễ hiểu nhất cái xe của chúng ta đi, cái xe máy của chúng ta đi mà đụng vào một cái cổng chẳng hạn, đụng vào một cái vật liệu gì, hoặc là hai cái xe đụng vào nhau gây ra những cái rayure, vết trầy, vết xước. Và nghĩa thứ ba cái động từ rayer là mình gạch. Trong một cái danh sách có nhiều cái tên, tên người hay là tên công ty hay là tên hàng hóa gì đó mà mình không thích nữa, mình rayer,
mình loại bỏ bằng cách mình gạch đi, mình không có bút xóa, mình xóa, lấy bút gạch ra. Tôi đặt 10 món hàng này, bây giờ tôi thấy món hàng này không cần nữa, tôi ray đi, hoặc thì món hàng này không có thì cái bên cung cấp ray nó đi. Tên của danh sách người cũng vậy, mình gạch tên một người nào. Như vậy chúng ta thấy động từ ray nó có 3 ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là làm ra một cái đường kẻ. Thứ hai là làm ra một cái vết chầy, vết xước trên một cái vật liệu. Nghĩa thứ ba là trên một cái danh sách mình bỏ đi, mình loại bỏ, mình gạch bỏ, mình xóa bỏ một cái tên. Như vậy có ba ý nghĩa. Như vậy gây uyên này là ý nghĩa thứ nhất này. Kẻ là một cái đường sọc trên thân mình của con hổ, của con cọp á, nó không có đồng nhất, nó không phải là màu trắng, nó không phải là màu đen như con chó mực, nó không phải trắng trắng như là một con chó trắng, nó làm cái bộ lông màu vàng, trên đó có những cái ray uyên màu đen. Và người ta gọi, thế bây giờ hỏi tại sao hổ cọp nó có những cái ray uyên, nó có những cái vết vết trên thân mình của nó, trên cái vết cái bộ lông của nó như vậy. Chúng ta giải quyết xong nhé. Bây giờ các anh chị thấy cái này có gì lạ không ạ? Lơ tích. Lơ tích tại sao không dùng số nhiều lơ tích rồi? Bởi vì chúng ta biết khi chúng ta nói về một cái số đông, nói về một cái chuyện gì tổng quát, mình phải dùng số nhiều. Chẳng hạn như tôi thích táo, tôi thích quả táo, j'aime les pommes, chứ không phải lơ pomme, không phải như thế này. Les pommes, tôi đã thích táo, tôi thích chuối, thì là phải dùng số nhiều, bởi vì đó là một cái vật phẩm nói chung tổng quát. Chúng ta phải dùng số nhiều, tức là cứ thấy trái táo, cứ thấy trái chuối là tôi thích, đúng không ạ? Tôi thích trẻ em, j'aime les enfants, tôi là một người yêu thích trẻ em, cứ thấy em bé, các trẻ em nó chơi là tôi thích, chứ không phải là phân biệt đứa này đứa kia, bởi vì nó là một cái gì tổng quát là chung. Thế tại sao ở đây lại dùng lơ? Tại sao không nói pourquoi les tiques ont-ils des rayures? Tại sao loài cọp, loài cọp tức là con nào cũng như vậy, loài hổ có những cái vết hằn, vết lằn, vết ở trên bộ lông của nó? Là bởi vì chúng ta lại trở về cái bài hôm trước, chúng ta nói một năm, trong khoảng một năm mà tôi xin lỗi, ở trong 12 con giáp thì có tên 12 con, theo chiêm tinh học của Á Đông, của Trung Quốc, 12 con. Con chuột, le rat, tí sử, sử là con trâu, le bœuf, tí sử dần, dần là con cọp, le tigre, le rat, le bœuf, le tigre, rồi con mèo, le chat, rồi tới năm nữa là con rồng, le dragon. Thì lơ, người ta dùng cái chữ này là theo cái bảng của 12 con giáp đấy chị. Còn nếu chúng ta dùng một ở trong tình huống khác như vậy là không có chuẩn, không có chuẩn. Chẳng hạn nói thế này, tại sao cái loài mèo, con mèo nó ngủ nhiều như vậy? Mình không nói con mèo của nhà mình, không nói con mèo của ai cụ thể. Tại sao loài mèo nó ngủ nhiều như vậy, ban ngày nó cứ ngủ mê, ngủ mệt? Pourquoi les chats, les chats rất nhiều ạ. Pourquoi les chats dorment-ils le jour? Tại sao ban ngày mèo nó cứ ngủ, nó không có chơi với ai hết? Đó, thì là chúng ta phải dùng một cái con, một cái chữ tổng quát, phải dùng số nhiều. Như vậy qua cái đề tựa này, tôi xin lưu ý các anh chị hai cái. Ray uyên này có nhiều nghĩa, và chúng ta dùng nghĩa thứ nhất, kẻ là một đường. Và thứ hai, chúng ta dùng số ít ở đây là trong cái trường hợp cụ thể là 12 con giáp như thế này. Ở trường hợp khác chúng ta phải dùng số nhiều nhé. Và trước khi đi tôi trình bày bài cho các anh chị đó, thì tôi xin lại nhắn nhủ lại các anh chị chịu khó, tôi sẽ ghi ở cuối bài. Ở đây là 10 cấu trúc động từ đi với giới từ, có 10 cái tất cả, thì tôi sẽ tổng kết lại 10 cái danh sách 10 động từ này. Và chúng ta tốt, nhớ hết thì rất là tốt, không nhớ hết cũng phải cố gắng nhớ một số nào. Bởi vì cái chuyện này như tôi vừa nói ở đầu bài, chúng ta không thể bỏ những cái khóa học, những cái giờ học chỉ học về động từ đi với giới từ, học như vậy không thể nào nhớ được. Tại vì không thể nào một bài mà chúng ta học được mấy chục động từ thì cứ lâu lâu học, gặp chỗ nào học và học trong một cái tình huống, học trong một cái context thì nó rất là dễ nhớ. Thành ra các anh chị thông cảm tại sao là đã nhiều lần tôi nói một cách công khai là tôi rất quan tâm tới các cấu trúc động từ đi với giới từ, phải học thuộc luôn, tôi học thuộc, thuộc lòng luôn, tự học, thầy giáo yêu cầu học tôi cũng tự học luôn. Và nó sẽ thành ra một cái gì, nó là tự động, tự phát ở trong người mình, không có cần suy nghĩ, nó phải ra một cách tự động. Thế thì tại sao mà tôi lại quan tâm như vậy mà không có bỏ ra những cái buổi, những cái bài để giúp cho anh chị? Không thể được. Trong một bài như thế này không thể nào dạy một động từ, chỉ cho các anh chị một động từ xong rồi bỏ đi. Như vậy nó sẽ ra nhiều bài quá, nó lắc nhát lắc nhát, cứ lâu lâu mà không thể làm một bài mà 10 động từ như vậy, các anh chị sẽ nó thấy nó lộn xộn. Và tôi cũng không thể đánh cái đề tựa là hôm nay chúng ta học 10 động từ như thế này. Demander à quelqu'un de faire quelque chose, permettre à quelqu'un de faire quelque chose, hoặc là trong bài này có nhiều cái tôi không thể làm vậy được. Mà nếu là một cái thì nó sẽ ra quá nhiều bài, nó lộn xộn.
như vậy hay nhất là trong những cái bài như thế này này. Và các anh chị sẽ thấy tôi sẽ đánh đậm cái chữ đó lên, cái giới từ đó lên, và tôi đã đóng khung nó lại luôn. Cuối bài tôi đã đưa ra một cái danh sách, xin các anh chị nghe lời tôi căn dặn, cứ học bây giờ đi, nó nhớ được bao nhiêu thì nhớ, nhưng mà nó sẽ tích tụ lại và chúng ta sẽ giải quyết được cái danh sách các động từ đi với giới từ. Pourquoi le tigre a-t-il des rayures contre vietnamien? Tại sao con hổ, con cọp lại có những cái vết lằn ở trên bộ lông của nó? Và đây là một câu chuyện ở trong kho tàng truyện cổ tích của Việt Nam. Để chúng ta tìm hiểu một chút về cái chữ contre. Đây là một danh từ masculin, un contre. Qu'est-ce qu'un contre? Một chuyện cổ tích là cái gì? Un contre est une histoire qui se transmet de bouche à oreille. Dans tous les pays du monde, cette tradition orale fait partie de la mémoire collective. Au fil des temps, ces contes traditionnels sont devenus des textes littéraires rédigés par des écrivains. Chuyện cổ tích là một cái câu chuyện mà nó được, sơ đây là verb pronominal và với ý nghĩa là được, passif, được truyền đi từ miệng này tới tai người kia. Trong tất cả mọi quốc gia trên thế giới thì cái truyền thống truyền khẩu này đó, oral là về miệng, tradition oral là cái chuyện truyền khẩu này, fait partie de la mémoire collective, mémoire là ký ức, collective là tập thể. Cái chuyện mà truyền khẩu như vậy đó, nó thuộc về, nằm trong cái thành phần của cái ký ức của tập thể, tức là dân tộc nào họ cũng nhớ bằng ký ức của mình. Các cái chuyện của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau. Au fil du temps, theo dòng thời gian. Fil đây là sợi chỉ các anh chị nhé. Fil là cái gì mà nó dài, nó kéo dài. Nghĩa đen là một cái sợi dây, một cái sợi chỉ. Theo cái sợi dây của thời gian, theo dòng thời gian. Ces contes traditionnels sont devenus des textes littéraires. Thì các cái câu chuyện truyền thống này đó đã trở thành những cái bản văn, văn chương. Literal là về văn chương, text ngày trước chỉ có truyền khẩu, tradition oral là sau này nó trở thành những cái bản văn được ghi chép lại, rédigé par des écrivains, écrivain là một nhà văn, xuất phát từ động từ écrire, écrivain một nhà văn, rédigé là cái động từ mình soạn ra một cái cuốn sách, một cái bài văn, một cái diễn văn, soạn ra. Dans ces contes, héros et héroïnes doivent faire face à des épreuves, affronter des ennemis. Il leur faut trouver des aides. Trong những cái câu chuyện cổ tích như thế này, thì các vị anh hùng, nữ anh hùng, nam anh hùng, héros, héroïnes, thì phải đương đầu, đối diện với những cái thử thách. Épreuve là một cái sự khó khăn, vất vả mà con người vượt qua để đi tới một cái chỗ tốt hơn, là cơn thử thách. Có một cái nghĩa khác là một cái bài thi. Ai mà còn ngồi ghế học đường thì chắc chắn phải làm những cái bài thi gọi là épreuve. Thì phải đối diện với những cơn thử thách, phải đương đầu, affronter. Ở trong này chúng ta thấy có chữ front này, F-L-O-N-T là cái chán. Affronter là đưa cái chán ra mà đối nghịch với một cái gì, người ta gọi là đương đầu, đối đầu với những kẻ thù. Trong những cái chuyện cổ tích này thì các vị anh hùng phải trải qua những thử thách, phải đương đầu với những khó khăn với kẻ thù, và họ phải tìm cho được những cái sự trợ giúp. Les aides. Comme les mythes et les légendes, les contes appartiennent au monde du merveilleux et de l'imaginaire. Ở đây tôi lại lưu ý các anh chị cái động từ đi với giới từ appartenir, à, thuộc về cái gì? Giống như các cái chuyện thần thoại, giống như các cái chuyện truyền thuyết truyền lại từ đời xưa cho tới đời nay, thì các chuyện cổ tích thuộc về cái thế giới merveilleux là ngỡ ngàng, cái thế giới mà nó huyền diệu, huyền nhiệm mà chúng ta không thể hiểu, và thuộc về cái thế giới tưởng tượng. Như vậy là chúng ta thấy rồi, nội dung của các cái chuyện chuyện tiểu thuyết này, các cái chuyện cổ tích này đó, thì nó là thuộc cái dạng tưởng tượng ra, không có thật. Nous rencontrons aussi des personnages surnaturels. Ở đây chúng ta cũng gặp được những cái nhân vật, personnage ở trong các cái vở kịch, các cái phim, các cái chuyện đều có các cái nhân vật. Nhân vật gọi là personnage surnaturel. Surnaturel là siêu nhiên, ngược với naturel là tự nhiên. Tự nhiên là chúng ta thấy nó rất bình thường, chúng ta có thể giải thích được. Vượt lên tự nhiên là siêu nhiên,
siêu là bên trên, supernatural là chúng ta gặp được những cái nhân vật siêu nhiên, chẳng hạn như là des animaux qui parlent, là những con thú mà nó nói chuyện được như người, des objets magiques, những cái vật dụng mà có cái tính thần tiên. Magic là adjective của danh từ magie, magie là cái ảo thuật, mình làm từ không thành có, mình làm biến cái này hô biến hô hiện, đó là magie. Adjective là magic, những cái đồ vật ảo thuật giống như là cây đũa thần, la baguette magique de la fée de Cendrillon. La fée de Cendrillon là bà tiên của cô bé lọ lem. Các anh chị còn nhớ câu chuyện của cô bé lọ lem này, cô bé lọ lem rất là xấu, rất là nghèo, mà nhờ bà tiên, bà có cái đũa thần á, biến cái con ngựa thành ra cái cỗ xe, biến con chuột thành cái cỗ xe, rồi biến áo xấu thành ra áo đẹp, biến cô gái lọ lem thành ra một nàng công chúa xinh đẹp, là nhờ cái baguette magique. Les contes merveilleux opposent les forces du bien à celles du mal. Các anh chị lại để ý cái động từ có giới từ số 11. Opposer quelqu'un à quelqu'un, lấy cái người này này đương đầu với người này này, đối làm cho hai cái này đối nghịch với nhau, hoặc là cái đồ vật. Opposer quelque chose à quelque chose, lấy cái đồ vật này đối đầu, đối nghịch, chống lại cái đồ vật kia. Opposé quelqu'un à quelqu'un, đối nghịch với. Thì trong các cái câu chuyện cổ tích này, nó sẽ đối nghịch cái lực lượng, cái sức của điều thiện với cái sức của sự ác, đối lấy hai cái này đối nghịch lại với nhau. La victoire du bien fait de ces récits des exemples, fait quelque chose de quelque chose, làm ra cái này từ cái này, hoặc là lấy cái này làm ra cái này, fait quelque chose de quelque chose. Các cái chuyện cổ tích, các cái chiến thắng của sự thiện đó, thì nó đã làm cho những cái câu chuyện này trở thành những cái bài học, những cái mẫu gương. Lấy những cái bài này, lấy những cái chuyện cổ tích, chuyện của cô gái lọ lem chẳng hạn, lấy cái chuyện này làm ra một cái mẫu gương. Ils ont une valeur éducative et donnent des conseils de vie. Và những cái câu chuyện này sẽ có cái giá trị giáo dục và đưa ra những cái lời khuyên cho cuộc sống. Les contes proposent aussi des explications du monde et des phénomènes naturels. Các chuyện cổ tích cũng đôi khi đưa ra những cái việc giải thích cho các hiện tượng của thế giới, các hiện tượng của tự nhiên. Pourquoi le tigre a-t-il des rayures? Tại sao loài hổ lại có những cái vết hằn trên bộ lông của nó? Dans les temps très anciens, les hommes menaient les buffles au champ en les tirant par une corde attachée à leur corne. Thời buổi xa xưa, con người dắt những cái con trâu ra cánh đồng bằng cách lôi chúng đi. Les tirant, bằng cách lôi những cái con này đi bởi một cái sợi dây, và sợi dây này được buộc ở trên cái sừng của con trâu. Ce n'est pas toujours facile et les buffles allaient souvent où ils voulaient. Và cái chuyện này không có dễ dàng. Buộc cái sợi dây trên sừng ở lôi đi thì con trâu nó muốn đi đâu thì nó đi, nó tuột cái sợi dây ra. Un jour quelqu'un eut l'idée de passer un anneau dans le naseau et d'y nouer la corde. Một ngày kia có một người kia có cái ý tưởng là lấy một cái vòng, anô là một cái vòng, làm cho nó xuyên qua cái lỗ mũi của cái loài trâu và buộc vào đấy một cái sợi dây. Avoir l'idée de faire quelque chose, avoir l'idée de là làm cái này, rồi avoir l'idée làm cái này nữa, có ý tưởng xỏ một cái vòng vào mũi trâu, rồi có ý tưởng buộc một cái sợi dây vào cái vòng đó. Naso là lỗ mũi của thú vật, lỗ mũi của loài người là narin, une narine, lỗ mũi người, lỗ mũi của loài vật là naso, narine. Depuis, les buffles suivaient docilement et ainsi même les enfants pouvaient les garder. Chúng ta thấy câu chuyện này từ trên bắt đầu nói, từ trên xuống dưới đều là imparfait, là cái câu chuyện kể về quá khứ. Và từ đó loài trâu ngoan ngoãn đi theo, động từ suivre, docilement, ngoan ngoãn, không có chống cự. Và như thế, ngay cả các em bé, các trẻ em cũng có thể giữ chúng là loài trâu. Un jour, après les travaux de labour, un jeune gardien laissa son buff paître tranquillement à la lisière de la forêt. Có một ngày kia, sau khi làm cái công việc cày bừa, labour là danh từ của động từ labourer. Labourer là đi cày, đi bừa một cái miếng đất, công việc cày bừa. Sau một ngày làm việc cày bừa,
thì cái người chăn trâu trẻ tuổi đó để cho con trâu của mình gặm cỏ êm đềm, từ từ yên yên ổn ở cái bìa rừng Lalize. Lalize là bìa hay là mép, mép của một miếng vải, mép của một cái vật dụng gì, đây là bìa rừng, không có cho vào trong rừng, ở bìa rừng nó có cái đám cỏ, và để cho con trâu gặm cỏ. Pet là cái động từ riêng của cái loài thú mà nó gặm cỏ ngay tại chỗ, chứ không phải đưa vào chuồng cho nó, vứt cho nó một nắm cỏ để nó ăn. Nó ra ngoài cánh đồng có cỏ và nó gặm cỏ, thì hành động đó gọi là pet. Và chúng ta thấy ở đây bắt đầu chuyển qua passé simple bởi vì nó có một cái gì đặc biệt. Còn khi là imparfait thì là một cái hoàn cảnh. Ở trên này chúng ta thấy imparfait là cái hoàn cảnh, là cái môi trường, là cái bối cảnh. Còn bây giờ có cái gì đặc biệt thì người ta chuyển ra dùng passé simple. Có một ngày kia, một người, một em bé chăn trâu để cho con trâu của mình gặm cỏ ở bìa rừng. Sước vang, động từ sước vô nia là đến một cách đột ngột. Có một con hổ, một con cọp đến một cách đột ngột. Và cái con này lúc đó, y qui n'avait pas de rayures en ce temps-là sur sa robe jaune, trên cái bộ lông, người ta dùng cái robe là những cái váy đầm á, trên cái bộ lông màu vàng của nó, thời đó nó chưa có những cái rayures, những cái vệt đen. Le féroce animal s'étonna de l'obéissance du puissant buff que lui-même craignait. Féroce là dữ tợn, cái con thú dữ tợn là cái con cọp này, nó ngạc nhiên. Vẫn là passé simple, đây là một cái gì là đặc biệt này. Tác giả đang kể đây. Cái con thú là con cọp, nó dữ tợn, nó ngạc nhiên về cái sự vâng lời của con trâu quá sức, quá mạnh đi, mà ngay cả con hổ, con cọp lưới mem cũng phải sợ. Mà nó thấy con kia bị buộc sợi dây vào rồi để cho gặm cỏ thì nó ngạc nhiên lắm. Nó hỏi Buff, pourquoi obéis-tu à ce frêle humain? Frêle là mỏng manh, mảnh khảnh. Châu ơi, tại sao mi lại vâng lời cái con người mảnh khảnh yếu ớt như vậy? Obéis à, toi dont la force égale la mienne. Mày là đứa có sức mạnh ngang hàng với sức mạnh của ta. La mienne tức là ma force, đây là pronom possessif. Le buff lui répondit, con trâu nó trả lời cho con đó như vậy. Répondit à, vậy đây là COI. Physiquement le petit homme est faible, mais son intelligence est plus puissant que nos cornes et nos gifles. Về mặt thể lý, về mặt thể hình thì con người thật là bé và nó còn yếu nữa, nhưng trí thông minh của con người thì mạnh hơn cả các cái sừng và các cái móng vuốt của chúng ta. Con trâu nó khỏe vì cái sừng, nó lấy sừng nó húc. Con hổ, con cọp thì lấy móng. Thì con người nó nhỏ nhưng mà cái trí thông minh của nó thì mạnh hơn cả sừng và cả móng của chúng ta. Étonné, le tigre s'adressa alors au garçon. Và quá đỗi ngạc nhiên, con cọp nó nói với cái đứa bé chăn trâu. Dis-moi petit homme, bạn nhỏ, nói cho tôi biết. Où est ton intelligence, trí thông minh của bạn nó ở đâu? Qui fait peur même au puissant buff, fait peur à quelqu'un, làm cho ai sợ, fait peur à quelqu'un. Mà ngay cả cái trí thông minh này cũng làm cho cái con trâu mạnh mẽ như vậy mà phải sợ. Le petit gardien lui répondit, em bé chăn trâu nhỏ nhỏ trả lời nó như thế này. Je n'ai pas remporté mon intelligence avec moi, je l'ai laissé à la maison. Tôi không mang theo cái trí thông minh của tôi đi với tôi. Thì cũng như là mình không mang giấy đi đường á, giấy xe, mình cũng nói là je n'ai pas emporté mon permis avec moi, chúng ta đổi, tôi không mang theo. Je l'ai laissé à la maison. Le này là intelligence, nó là feminine, do đó chúng ta ở đây có e muet, nó phù hợp với COD đi trước. Khi một COD đứng trước participe passé thì hai chữ này phù hợp với nhau vì giống và số. Tôi đã để cái trí thông minh ở lại nhà rồi. Alors va la chercher, lui suggéra le tigre. Con hổ nó đề nghị, nó gợi lên. Vậy thì mi hãy đi lấy cái trí thông minh, đi lấy nó đi. Mais tu vas profiter de mon absence pour dévorer mon buffle. Nhưng mà mi sẽ lợi dụng cái sự vắng mặt của ta để dévorer là sâu xé, để ăn thịt cái con trâu của ta. Profiter de quelque chose. Si tu acceptes que je t'attache, j'irai chercher mon intelligence pour te la montrer. Nếu mi chấp thuận để cho ta buộc mi lại thì ta sẽ đi lấy cái trí thông minh của ta để đưa cho ngươi coi. Te la montrer. Các anh chị để ở đây là có hai cái complement này. Một cái là COI,
indirect này, một cái là COD, thì chúng ta sẽ có một cái bài quy định và giải thích chúng ta biết khi nào mà hai complement xuất hiện cùng lúc trong một câu thì cái complement nào đứng trước, complement nào đứng sau, nó có một cái quy tắc. L'article hésita, mais poussé par la curiosité, accepta la proposition. Ở đây chúng ta thấy dùng passé simple, tức là nó đi vào câu chuyện, lõi cốt lõi của câu chuyện. Còn cọp nó ngập ngừng nhưng nó bị cái trí tò mò nó thúc đẩy, tò mò thì nó chấp nhận cái lời đề nghị của em bé để buộc nó lại. Le garçon demanda au tigre de s'aplatir contre un solide tronc d'arbre. Tronc d'arbre là một cái thân cây. Cậu bé yêu cầu con hổ hãy nép mình, là ấn sát mình vào một cái thân cây chắc chắn. Demande à quelqu'un de faire quelque chose, yêu cầu ai làm cái gì. S'aplatir, ở đây chúng ta thấy có tính từ pla, P-L-A-T, pla là bẹp, là xẹp. S'aplatir là làm cho mình bẹp lại, tức là cái thân của con hổ bây giờ nó trở thành nó thẳng áp vào trong một cái thân cây. Cậu bé yêu cầu nó như vậy. Pris une longue corde et l'attacha solidement en faisant plusieurs tours. Rồi nó lấy một sợi dây dài và nó buộc chặt L là con hổ, con cọp, buộc chặt con cọp vào bằng cách buộc nhiều vòng. Une fois qu'il est fini, il prit un gros gourdin et se mit à battre le tigre en s'exclamant: voici mon intelligence. Một khi nó đã làm xong cái công việc là nó buộc cái con hổ vào thân cây, thì nó lấy một cái khúc gỗ, gourdin là một cái cây gậy lớn xù xì, và nó bắt đầu se mettre à, và nó bắt đầu nó đánh con hổ và nó la lên: đây là trí thông minh của ta. Sous les coups, le tigre se débattit de douleur et de rage. Dưới những cái trận đòn như vậy, con hổ nó vẫy vùng, se débattre, vẫy vùng cố thoát ra vì đau đớn và vì giận dữ. Il se débattit si violemment que sa peau fut brûlée à force de frotter contre la corde. Nó vẫy vùng mạnh đến nỗi mà si que violent, violemment, nó vẫy vùng mạnh cho đến nỗi mà da của nó cháy ra, do bởi à force de, do bởi nhờ vào, do bởi nó cọ vào sợi dây, con hổ nó bị cậu bé buộc chặt vào, bây giờ nó vẫy vùng thì da của nó cọ vào dây và cái chỗ mà cọ mạnh như vậy cái da của nó cháy lên. Voici pourquoi les tigres ont des rayures noires sur la robe jaune. Như vậy con hổ trước đó nó có một cái bộ lông vàng và bây giờ nó có những cái vết đen đen như vậy là do cái da nó bị cháy, do nó cọ sát vào cái sợi dây. Le tigre parvint finalement à se dégager et s'enfuit dans la forêt. Sau cùng thì, finalement, sau cùng thì con hổ parvenir à, là đạt tới được. Động từ đây là passé simple của động từ parvenir, đạt tới được cái việc, làm được cái việc là thoát khỏi, se dégager, và chạy trốn vào trong rừng. Le buff qui assistait à la scène fut pris d'un fou rire. Con trâu lúc đó nó dự thấy, assister à, là tham gia vào, ngồi dự cái cảnh này, cái cảnh mà cậu bé nó đánh con hổ, thì nó bị một trận cười điên lên, cười to tiếng mà phu cười như điên như dại. In rie en secouant si fortement sa lourde tête qu'il cogna sa mâchoire par terre. Si que, đến nỗi mà nó cười và nó lúc lắc cái đầu nặng của nó mạnh tới nỗi mà, si que, đến nỗi mà nó đụng cái hàm của nó vào dưới đất và gãy hết răng. Sans casser les dents, les dents là tất cả cái răng của cái hàm bị cassé. Depuis ce jour, les buffes n'ont plus de dents à leur mâchoire supérieure. Mâchoire là cái hàm, động từ mâcher là nhai, chúng ta nhai là chúng ta lấy cái hàm đưa qua đưa lại để nghiền thức ăn. Mâchoire là cái hàm, mâcher là nhai. Kể từ ngày đó, loài trâu không còn răng ở cái hàm trên nữa. Các anh chị để ý, con trâu nó chỉ có cái hàm dưới có đủ răng, ở trên thì không có. Và chúng ta thấy ở đây là cái vấn đề chúng ta nói ở đầu bài này, loài trâu le bœuf chứ không phải là le bœuf. Còn đây là le bœuf là cái con trâu mà cái cậu bé này đang chăn, con trâu cụ thể. Le tigre là con hổ cụ thể. Hai con này xuất hiện ở trong cái câu chuyện này, nhưng mà ở đây nó là cái chuyện tổng quát. Kể từ ngày đó, loài trâu không còn răng ở trên cái hàm trên của nó nữa. Chúng ta để ý các cái động từ mà chúng ta gặp ở trong bài: faire partie de quelque chose, thuộc về thành phần. Chẳng hạn như là
cái miền đất này thuộc về tỉnh gì, cái trường này thuộc về cái cơ sở nào đó. Fair face, face là cái gương mặt. Fair face à, là đối diện với. Appartenir à quelqu'un, appartenir à quelque chose, thuộc về cái gì. Faire quelque chose de quelque chose, làm cái này từ cái này. Obéir à quelqu'un, vâng lời ai. Động từ số 5 chúng ta phải rất để ý, bởi vì trong tiếng Việt và trong tiếng Anh thì cả hai động từ đều không có giới từ. Ở đây có giới từ, động từ tiếng Pháp. Obéir à quelqu'un. S'adresser à quelqu'un là lên giọng nói với ai, hướng về ai mà nói. Faire peur à quelqu'un, làm cho ai sợ. Profiter de quelque chose, lợi dụng cái gì. Số 9 rất là quen thuộc. Demander à quelqu'un de faire quelque chose, yêu cầu ai làm chuyện gì. Như vậy chúng ta thấy ở trong tiếng Việt là không có giới từ. Demander à quelqu'un de faire quelque chose. Và cuối cùng, assister à, tham gia, tham dự. À, xin cảm ơn tất cả các anh chị.